này đang thu hoạch đó, đằng sau kia có mấy cái xe nó đang đang cắt lúa nè, mấy bầu lúa nó thả rồi. Trước kia người ta đốt thu hoạch rồi người ta đốt đốt rơm, người ta kia không à, người ta đốt rơm mịt mù luôn. Chim nó quá trời ta, chim chim nhạn. Làm phải nhanh ghê. Ở đây làm cái này chứ ở miền Trung là lúa ít, toàn là đạp không à, mấy đạp mấy mấy túc lúa không à? Đạp đạp chân, đạp chân sao là nó cải tiến được rồi, nó dùng cái máy motor đúng không?
Thank you.